Thật ra Thành làm cái điều này không cho một người yêu cũ nào, mà Thành làm cái điều này cho một câu chuyện mà không ai chịu kể. Có nghĩa là những điều mà bất công dành cho phụ nữ nó vẫn xảy ra nhăng nhẳng ở trong cuộc sống mà không ai chịu kể về nó. Thì tôi muốn kể, chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì tôi thấy phụ nữ sinh ra vốn gì đã thiệt thòi. Họ không có được cái sức mạnh theo kiểu là như physical của đàn ông. Họ không dễ vượt qua một cái gì đó thuộc về ký ức. Nếu như đàn ông mâu quen, dễ vượt qua, họ thì sẽ luôn lưu giữ cái ký ức đó trong đó, nó như một nỗi ám ảnh. Đó là cái bản năng của những người phụ nữ. Cho nên là cái cách mà giải quyết vấn đề trong họ nó cũng khó khăn hơn đàn ông chút. Rồi ngay cả khi họ sinh ra, họ được gọi luôn là phái yếu rồi. Cho nên là cái cách nhìn của xã hội về họ luôn luôn bất công. Trong phim bà Đào cũng nói đàn ông 60 tuổi vẫn làm lại easy. Một phụ nữ mà qua 40 làm lại là thấy khó rồi. Đàn ông thì càng già lại càng cay. Phụ nữ càng già lại càng người ta cảm thấy là cái người đó lại mất giá đi một chút. Cho nên là nổi cái chuyện đó, mình đã thấy nó rất là, nghe thôi đã thấy rất là bất công rồi. Chúng ta thấy luôn luôn bất công cho phụ nữ. Người ta chỉ nói là cái MC này, nam này già dặn, nhưng không ai nói cái MC nữ này già dặn. Người ta chỉ nói cái MC nữ này già đi thôi. Nhưng mình nghe, mình thấy nổi cái cách suy nghĩ thông thường thôi, nó đã bất công rồi. Cho nên là chúng ta, tôi muốn làm một cái phim để cho mọi người yêu thương phụ nữ nhiều hơn. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua nhiều mối tình. Những mối tình của tôi, chắc chắn người phụ nữ của tôi cũng đã nhận được yêu thương. Và sometimes khi tôi rời đi, chắc chắn cả chúng tôi hai người đều nhận được những nỗi buồn. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là tất cả những người mà đã trải qua cuộc đời tôi đều tin là tôi đủ tử tế để ít nhất là trong khoảng thời gian họ hạnh phúc với tôi, họ được nhận cái hạnh phúc rất trọn vẹn. Và tôi muốn lan tỏa cái điều này cho những người khác cũng hãy thương phụ nữ một chút. Gọi là tại vì họ sinh ra họ vốn dĩ đã hơi khó để đón nhận mọi cái khó khăn, và họ cũng bị cư xử hơi bất công. Cho nên là chúng ta cùng nhau, gọi là cùng nhau làm cho mọi thứ nó đẹp đẽ hơn. Tại vì tại sao có nhiều cái câu chuyện này để tôi kể, là bởi vì nó thật. Nhiều người cứ nói Trấn Thành rất là drama hóa vấn đề, rất là kể cái chuyện gì đó, lúc nào cũng đẩy lên những cái bi kịch nặng nề. Tôi nói thật, tôi là giảm biết bao nhiêu phần trăm so với những gì đang xảy ra ngoài đời. Ở ngoài đời những người khổ hơn Mai còn gấp trăm gấp ngàn lần, mà khổ nặng hơn, và thậm chí không có ánh sáng luôn. Không lẽ mình chọn kể một câu chuyện như vậy? Mình sẽ không như vậy. Cho nên là với tôi là Mai đã là một câu chuyện đã được giảm đi rất nhiều so với những cái gì thực tế đang xảy ra ngoài đời. Cho nên là mình nghĩ nghệ thuật mà, kiểu gì kiểu thì nó cũng chỉ có một cái tính tương đối thôi. Nghệ thuật cũng chỉ là đi sao chép lại cuộc sống. Tôi sẽ ráng sao chép làm sao cho giống nhất, nhưng không thể sao chép một cách hoàn toàn được. Tại vì nếu mà kể một câu chuyện hoàn toàn về những người khổ thì không biết mình phải kể nó như thế nào, tại vì nó sẽ rất là bi kịch.